40 triết lý võ học từ kỳ nhân Masozama. Masutatsu Ozama, còn gọi là Masozama, sinh năm 1923 tại Triều Tiên, mất năm 1994 tại Nhật Bản. Ông là võ sư nổi tiếng, một kỳ nhân trong võ giới Nhật Bản. Ông đã có công sáng lập ra trường phái Kyokushin, một trong những trường phái karate có tính thực dụng mạnh mẽ, được phương Tây đánh giá cao với danh xưng là Full Contact Karate. Và năm 17 tuổi, ông đã đạt thành tích nhị đẳng huyền đai karate chỉ sau 2 năm tập luyện. Năm 20 tuổi, ông đạt huyền đai hệ tứ đẳng karate. Sau đó, ông đạt tứ đẳng huyền đai judo sau 4 năm tập luyện. Và năm 1945, ông từng lên núi Minobu trong 14 tháng để ẩn cư và tập trung luyện võ. Vào khoảng năm 27 tuổi, Masozama đã trở thành huyền thoại tại Nhật Bản khi tay không đánh bại 47 con bò mộng hung dữ, có tài liệu ghi nhận là 52 con. Và năm 1952, ông nhận lời thách đấu và toàn thắng 7 trận tại Mỹ. Ông còn được công chúng Mỹ vinh danh là God Hand, có nghĩa là bàn tay thần thánh, khi tung đòn Suto chặt bay cổ chai rượu whisky vào năm 1955. Sau đó, ông đã truyền lại bí kíp cho các môn đệ. Ông từng đại diện Nhật Bản giao đấu với Muay Thái, tức là quyền Thái, với kết quả thắng 2 trận trên 3 trận. Trong cuộc đời theo nghiệp võ của mình, ông đã đến 32 quốc gia giao đấu với trên 270 võ sĩ tài danh. Masozama còn là tác giả của nhiều đầu sách bán chạy viết về karate như Karate là gì? Kỹ thuật karate, tự truyện Sekai Kenka Ryoko, tức là du hành vào thế giới chiến đấu, Luận văn võ đạo và cuốn sách đang viết dở có tên là Karate Bách khoa từ điển. Một người trở thành người mới bắt đầu sau 1.000 ngày luyện tập và một chuyên gia sau 10.000 ngày luyện tập. Cuộc sống con người chỉ có được ánh sáng và sức mạnh khi nó được đánh bóng và tôi luyện. Nếu bạn không vượt qua xu hướng dễ dàng bỏ cuộc, cuộc sống của bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Cứ 100 học sinh thì có 1 đến 2 người đạt đai đen và trong số 1.000 người đó chỉ có 1 người đạt được nhị đẳng. Con đường của tôi là con đường của karate, cũng là con đường của nhân loại và do đó có liên quan đến con đường của thiên đàng. Người ta phải cố gắng hàng ngày để mở rộng giới hạn của mình. Học võ như leo vách đá, tiến tới không ngừng nghỉ. Nghỉ ngơi là không được phép, vì nó làm thụt lùi thành tích đã đạt được. Phải kiên trì ngày này qua ngày khác, nâng cao kỹ thuật. Nghỉ ngơi một ngày thì sa sút một ngày, phải tránh điều này. Quan trọng nhất là đôi mắt. Trong một cuộc chiến, nếu bạn nhìn xuống vì sợ hãi, bạn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Hãy luôn nhớ rằng, ý nghĩa thực sự của Budo là mềm thắng cứng, nhỏ thắng lớn. Đừng tỏ ra đau đớn ngay cả khi bị gãy xương, đối thủ của bạn sẽ nhìn thấy nó. Con đường võ thuật bắt đầu và kết thúc bằng phép lịch sự. Vì vậy, hãy thực sự lịch sự trong mọi trường hợp. Lịch sự nên thể hiện rõ ràng trong mọi hành động và lời nói của chúng ta và trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Nhưng lịch sự, theo tôi, không có nghĩa là hình thức cứng nhắc, lạnh lùng. Lịch sự, theo nghĩa chân thực nhất, là sự quan tâm vị tha đến lợi ích và sự thoải mái về thể chất và tinh thần của người khác. Một người đàn ông hiểu phép lịch sự và phép lịch sự là một kho báu lớn. Tôi hy vọng có thể đào tạo và gửi vào xã hội càng nhiều người đàn ông như vậy càng tốt. Một điều quan trọng là học tập và rèn luyện kỹ thuật thuần thục. Nhưng đối với người muốn thực sự thành tựu con đường võ đạo, điều quan trọng là phải dành cả đời mình cho việc rèn luyện và do đó không chỉ nhắm đến kỹ năng và sức mạnh mà còn cả tinh thần đạt được. Trái tim của karate của chúng tôi là chiến đấu thực sự. Không thể có bằng chứng nếu không có chiến đấu thực sự. Không có bằng chứng thì không có niềm tin. Không có niềm tin thì không có sự tôn trọng.
Đây là một định nghĩa trong thế giới võ thuật. Karate không phải là một trò chơi. Nó không phải là một môn thể thao. Nó thậm chí không phải là một hệ thống tự vệ. Karate là một nửa bài tập thể chất và một nửa tinh thần. Võ sĩ karate đã dành nhiều năm tập luyện và thiền định cần thiết là một người điềm tĩnh. Anh ấy không hề sợ hãi. Anh ấy thậm chí có thể bình tĩnh trong một tòa nhà đang cháy. Karate là budo, và nếu budo bị loại khỏi karate thì nó chẳng khác gì karate thể thao, karate biểu diễn hay thậm chí là karate thời trang. Ý tưởng tập luyện chỉ để trở nên thời thượng. Shin's Karate tồn tại để rèn luyện tinh thần và rèn luyện cơ thể. Nó phải là một con đường đạo đức vượt qua các kỹ thuật đơn thuần. Liệu ngay cả những thành tích nhỏ nhất cũng có thể thực sự đáng giá mà không cần nước mắt và sự vất vả hay không? Càng nhiều càng tốt. Tôi không muốn gì hơn là mặc đồng phục tập luyện của mình và dạy karate. Cho đến ngày tôi qua đời, tôi không bao giờ muốn ngừng nỗ lực tập luyện trong võ đường. Sức mạnh chỉ là một phần, không hơn phần nổi của tảng băng sâu thẳm vô tận và sự thăng hoa của karate. Tôi không cho phép mình không biết gì về bất kỳ môn võ thuật nào tồn tại. Tại sao? Sự thiếu hiểu biết như vậy là một sự hổ thẹn đối với những người đi theo con đường của võ thuật. Trong võ thuật, nội tâm sinh ra trí tuệ. Hãy luôn xem việc suy ngẫm về hành động của mình là cơ hội để cải thiện. Người sống trong đạo hàng ngày cúi thấp, mắt cao, kiệm lời và có tâm từ bi, họ kiên trì nỗ lực tu tập. Đọc những cuốn sách hay sẽ gieo vào tâm trí những ý tưởng hay, phát triển những khát vọng tốt đẹp và dẫn đến việc hình thành những người bạn tốt. Yêu cầu bản thân rèn luyện mạnh mẽ nhằm mục đích rèn luyện một tinh thần kiên quyết có thể chiến thắng bản thân hơn là để phát triển một cơ thể cường tráng. Nếu bạn tự tin vào lời nói, nguyện vọng, suy nghĩ và hành động của chính mình và làm hết sức mình, bạn sẽ không cần phải hối tiếc về kết quả của những việc mình làm. Rất nhiều người sợ hãi và run sợ. Trong khi nỗ lực hết mình, hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra chính xác như anh ấy muốn. Con người có khả năng suy thoái gần như vô hạn. Họ cũng có khả năng cải thiện và đạt được thành tựu gần như vô hạn. Thành công phụ thuộc vào các mục tiêu và sự siêng năng theo đuổi chúng. Lòng tham và ích kỷ cá nhân là những thứ khiến con người quên đi sự tôn trọng người khác và vi phạm các nguyên tắc đã được thiết lập vì lợi ích của hòa bình và hữu nghị. Ai trong chúng ta cũng có cái hèn của mình. Ai cũng sợ thua, sợ mất mát. Nhưng lùi bước là cách để hèn nhát suốt đời. Cách để tìm thấy dũng khí là tìm kiếm nó trên chiến trường. Và cách chắc chắn để chiến thắng là sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của chính mình. Cách nhanh nhất để đạt được lòng dũng cảm là đi theo con đường đã chọn và sẵn sàng hy sinh vì công lý. Lòng can đảm thực sự chỉ được sinh ra khi nó đi kèm với công lý. Hãy đến với những thử thách và gian khổ, hãy đến với những cơn sóng lớn của cuộc đời. Để tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi nhận ra rằng kiên trì và tiến bộ từng bước là cách duy nhất để đạt được mục tiêu trên con đường đã chọn. Nếu ai đó hỏi tôi rằng một con người nên cống hiến tối đa cuộc đời mình cho điều gì, tôi sẽ trả lời: tập luyện nhiều hơn là ngủ. Khát vọng phải trong sáng và không ích kỷ. Nó phát sinh từ sâu thẳm tâm hồn. Khát vọng là những đòi hỏi tinh thần xuyên suốt cuộc đời con người và khiến con người có thể hy sinh vì khát vọng của họ. Một người không có khát vọng giống như một con tàu không có bánh lái hoặc một con ngựa không có dây cương. Khát vọng mang lại trật tự nhất quán cho cuộc sống. Cuộc đời ý nghĩa nhất là cuộc đời được sống trên cơ sở ý thức cá nhân về công lý và khát vọng thấy công lý được thực hiện ở mọi nơi. Cho dù đối thủ mạnh đến đâu, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng. Đằng sau mỗi chiến thắng là những đỉnh cao mới cần chinh phục.
Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất.